không thích sống chung nữa. Dẹp, sống với cô giống như ở địa ngục vậy đó. Là sao? Ý là không muốn sống chung nữa hả? Ý là muốn bỏ rơi tôi phải không? Anh tuyệt tình vừa thôi. Gì tuyệt tình? Nói bậy nha. Cô cóc hiểu gì á? Cô làm vợ tôi mà cô không hiểu tôi, cô biến luôn đi, không cần nữa. Không cần chứ gì, được rồi tôi hiểu. Anh có người mới vậy phải không Lu? Anh chán con lơn này rồi chứ gì. Thôi được rồi, tôi cũng cóc cần anh nữa, tôi sẽ đi. Đi hả? Ừ, con ngon đi luôn đi. Đi luôn đi, làm thế ghê. Không hiểu tôi, cô đừng có sống chung với tôi nữa ha. Ủa, hiểu cho anh là hiểu cái gì? Anh ngày nào cũng say xỉn, nhậu nhẹt tối ngày, bỏ rơi tôi ở nhà một mình. Kêu anh dẫn tôi đi chơi chung, anh không chịu dẫn. Về nhà say xỉn còn quýnh đập tôi nữa. Anh bắt tôi phải hiểu anh cái gì bây giờ đây? Thôi cô im đi, người ta đi làm ăn chứ không phải đi chơi đâu mà, bực bội. Ba, con không muốn sống chung với anh Lu nữa. Không sống chung thì thôi, nghe nói hoài hả? Thở chút mét ba. Con quyết định kỹ chưa Lân? Cũng chưa có kỹ lắm. Chưa kỹ nói làm chi? Kệ nói luôn. Buồn Lu nó làm gì con hả? Đúng rồi, anh hành hạ con, anh giày xéo con, anh nói anh muốn bỏ con nữa đó. Kệ cho bỏ luôn. Hai vợ chồng bay hở chút là cãi lộn. Con nói không phải tại con đặt bàn tay lên thề với ba luôn á. Không phải tại con, không phải. Tại anh Lu á, làm gì anh có người yêu mới anh chán con rồi. Thiệt không? Thiệt. Vậy bây giờ chắc con muốn đi đâu một thời gian dài để thư giãn đầu óc đúng không? Đúng rồi ba. Ừ, nãy giờ anh ngồi kế bên anh nghe hết luôn rồi nghe. Anh nghe gì kệ anh. Em đừng có đi. Tôi muốn đi, tôi không muốn sống chung với anh nữa. Em đi không có được đâu. Tại sao lại không được? Anh nói thiệt. Còn nói thiệt hả Lu? Thiệt. Bà nghĩ có tiền là đi được thôi, chứ có gì đâu. Không có đơn giản đâu. Ủa, tại sao vậy Lu? Ừ. À, hay là mày muốn Lân đi ra ngoài để gặp người mới? Chấp luôn á. Đừng coi thường Lân nha. Trời, con có coi thường đâu. Nó muốn đi du lịch nước ngoài để kiếm chồng nước ngoài đó ba. Nó chán con rồi. Nói thiệt á, bà bộ muốn đi ra nước ngoài dễ lắm chắc. Không hiểu thủ tục pháp lý, đừng có mơ. Mấy cái chuyện này dễ mà Lu. Khó gì lắm. Truy cập ASEAN Travel là được chứ gì. Không có được. Con sao ba biết trăng đó? Thôi nha, đừng chỉ nó nghe ba. Sao vậy? Năn nỉ, con còn yêu Lân lắm, con muốn mất Lân đâu. Thiệt á. Vậy bỏ cái tính rượu chè bê tha được không? Được. Vậy bây giờ con hứa đi. Con hứa với ba con sẽ bỏ rượu chè. Con mà nói dốc, con làm con cóc. Tốt, hứa phải giữ lời nha. Con nói là con làm con bỏ rượu chè. Bỏ. Con chỉ uống bia thôi ha, tại con không thích ăn chè với uống rượu. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.